Bạn đang nghe từ sách nói OK. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến các bạn một quyển sách rất tuyệt vời. Một quyển sách có thể làm thay đổi cuộc đời của các bạn sau khi các bạn đọc xong. Quyển sách được mang tên Phượng Hoàng Tái Sinh, 12 phẩm chất quan trọng để bứt phá sự nghiệp và cuộc sống. Tác giả Brian Tracy. Mỗi phút bạn dùng để lên kế hoạch tiết kiệm cho bạn 10 phút thực thi. Điều này cho bạn 1000% năng lượng thu lại. Brian Tracy. Chúng ta có xu hướng chỉ bám víu vào một giải pháp hay một vấn đề duy nhất, mà quên mất rằng ngoài kia còn có cả hơn 100 hay 1000 cách khác để tới được cùng đích đến đó. Khi lỡ đi sai hướng, chúng ta thường hoặc bỏ cuộc hoặc cố tình quên là mình đã sai và tiếp tục đi. Điều đó sẽ không mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Thomas Edison từng mất đến hơn 1000 lần thử đi thử lại mới chế tạo thành công bóng đèn điện. Khi được hỏi cảm giác thất bại 1000 lần như thế nào, nhà khoa học đáp đơn giản: tôi không hề thất bại 1000 lần, mà những chiếc bóng đèn điện được phát minh qua 1000 bước. Nếu bạn luôn thành công, bạn sẽ không bao giờ biết được cảm giác vui sướng khi biết làm cách nào để vượt qua trở ngại nó như thế nào. Thất bại tạo ra cơ hội cho bạn học hỏi từ những sai lầm của mình và nhận ra cách để cải thiện chúng trong tương lai. Nếu bạn muốn chuyển mình trở thành một phiên bản tốt hơn trong hiện tại và tương lai, thì cuốn sách Phượng Hoàng Tái Sinh, 12 phẩm chất quan trọng để bứt phá sự nghiệp và cuộc sống sẽ dành cho bạn. Cuốn sách bao gồm một chuỗi những ý tưởng hết sức đột phá mà trong đó tác giả đã phát triển chúng để giúp bạn cạnh tranh được trong thế giới này, với những ý tưởng mà bạn có thể ứng dụng để làm nhiều việc hơn, nhiều năng suất hơn trong thời gian tới mà có lẽ cả đời bạn cũng chưa từng mơ đến. 12 bước tương ứng với 12 chương giúp bạn từng bước đi đến thành tựu phi thường từ những nguyên tắc rất phổ biến và đã tạo ra nên rất nhiều người thành công trong mọi lĩnh vực. Có đôi khi trong cuộc sống, bạn mất định hướng, không hài lòng với cuộc sống của mình, cảm thấy mình là nạn nhân hay đổ lỗi cho người khác vì những khó khăn gặp phải. Việc từ bỏ những thói quen, lối sống cũ là một điều không dễ dàng, dù có là người từng nói với bạn rằng bạn phải biết buông bỏ thì mới trưởng thành được. Nhưng từ bỏ những thứ vốn quen thuộc không phải ai cũng thực hiện được. Nếu bạn muốn chuyển mình trở thành một phiên bản tốt hơn trong hiện tại và tương lai, thì cuốn sách Phượng Hoàng Tái Sinh, 12 phẩm chất quan trọng để bứt phá sự nghiệp và cuộc sống sẽ dành cho bạn. Cuốn sách bao gồm một chuỗi những ý tưởng hết sức đột phá mà trong đó tác giả đã phát triển chúng để giúp bạn cạnh tranh được trong thế giới này, với những ý tưởng mà bạn có thể ứng dụng để làm nhiều việc hơn, năng suất hơn trong thời gian tới mà có lẽ cả đời bạn cũng chưa từng mơ đến. Và trong quyển sách Phượng Hoàng Tái Sinh, 12 phẩm chất quan trọng để bứt phá trong sự nghiệp và cuộc sống, tương ứng với một lục là 12 chương. Chương 1: Thay tư duy, đổi cuộc đời. Chương 2: Mở khóa tiềm năng. Chương 3: Thúc đẩy bản thân vươn tới đỉnh cao. Chương 4: Ảnh hưởng lên người khác. Chương 5: Các mục tiêu, những viên gạch đầu tiên. Chương 6: Quản lý thời gian. Chương 7: Kiến tạo tài sản. Chương 8: Trở thành triệu phú. Chương 9: Chìa khóa khởi nghiệp. Chương 10: Tự kỷ luật. Chương 11: Phản ứng với thử thách. Chương 12: Đơn giản hóa cuộc sống.
Bạn có muốn tạo ra kết quả khác biệt và tốt đẹp hơn trước đây? Việc này đòi hỏi nhiều công sức chứ không phải chỉ một đôi kính hàng hiệu là xong. Giống như Phượng Hoàng, bạn phải làm mới bản thân, phải hồi sinh từ cái tổ là con người cũ kỹ trước đây. Nếu thay đổi suy nghĩ, bạn sẽ thay đổi cuộc sống của mình. Nếu bạn thay đổi nguyên nhân, bạn sẽ thay đổi được kết quả. Không có cách nào khác. Suy nghĩ của bạn thế nào, chất lượng cuộc sống của bạn sẽ thấy ấy. Đừng chờ đợi vũ trụ gửi đến cho bạn một cơ hội công việc như ý. Hãy bắt đầu thay đổi từ chính bản thân bạn. Điều quan trọng là bạn cần tìm ra lý do tồn tại của bạn, để từ đó hiểu được thế mạnh và mục tiêu của bản thân. Trau dồi kỹ năng và kiến thức chuyên môn, không ngại thử và sai, và sẵn sàng thay đổi để bứt phá sẽ giúp bạn đạt được sự nghiệp, cuộc đời mà bạn hằng mong muốn. Thông qua cuốn sách Phượng Hoàng Tái Sinh, bạn sẽ học được cách phát triển một khái niệm về bản thân vững chắc, khám phá cách đặt mục tiêu linh hoạt, có thể thích ứng với nền kinh tế đang thay đổi từng ngày, mở khóa bí mật để tăng sức mạnh trí não và mài dũa trực giác của bạn, loại bỏ thói quen lãng phí thời gian và tăng năng suất làm việc, nắm vững 12 phẩm chất tuyệt vời để bứt phá sự nghiệp và cuộc sống. Hãy đọc, thẩm thấu và áp dụng các nguyên tắc này. Bạn có thể đi từ một cuộc sống không mấy thỏa mãn tới một cuộc sống phong phú và dư dả tất cả những gì quan trọng nhất với bạn. Bạn có thể chuyển hóa bản thân từ một con chim bình thường thành một con phượng hoàng tuyệt mỹ. Việc của bạn là tận dụng tối đa thời đại hoàng kim của loài người để trở thành bất cứ điều gì mà bạn có thể trở thành, để tận hưởng bất cứ điều gì mà bạn hằng mơ ước và để sống một cuộc đời hạnh phúc dài lâu. Đôi nét về tác giả Brian Tracy. Brian Tracy là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Brian Tracy International, công ty chuyên đào tạo và phát triển các cá nhân và tổ chức. Brian Tracy đã tư vấn cho hơn 1.000 công ty và tiếp xúc với hơn 5 triệu người trong 5.000 cuộc nói chuyện và hội thảo trên khắp Hoa Kỳ, Canada và 55 quốc gia khác trên toàn thế giới. Ông là tác giả bán chạy nhất của hơn 45 cuốn sách đã được dịch ra hàng chục thứ tiếng. Ông đã nghiên cứu, viết và thuyết trình trong 30 năm ở các lĩnh vực kinh tế, lịch sử, kinh doanh, triết học và tâm lý học. Trước khi thành lập công ty riêng, Brian Tracy là giám đốc điều hành của một công ty phát triển trị giá 265 triệu đô la. Ông đã có những sự nghiệp thành công trong lĩnh vực bán hàng, đầu tư, bất động sản, phân phối và tư vấn quản lý. Sách nói OK tin tưởng rằng sau khi đọc xong quyển sách Phượng Hoàng Tái Sinh của Brian Tracy, các bạn sẽ tìm ra một chiếc chìa khóa để thay đổi bản thân mình từ một chú chim bình thường để trở thành Phượng Hoàng, tung cánh trên bầu trời, trên cuộc sống và trong tư duy của các bạn. Các bạn sẽ ngộ ra một điều gì đó để thay đổi bản thân, để thành công hơn trong cuộc sống và công việc. Chúc các bạn thành công. Sau khi nghe xong tóm tắt quyển sách Phượng Hoàng Tái Sinh, chúng tôi tin tưởng rằng các bạn đến nhà sách để tìm mua sách gốc ủng hộ cho tác giả và nhà xuất bản. Vì đây là truyền thống cao đẹp của người Việt Nam chúng ta, đó là uống nước nhớ nguồn và ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Sách nói OK.